Kim thấy người phụ nữ ở trong bụng con trăn nhưng không thể cứu vãn. Người dân tức giận phóng hỏa ngay tại hiện trường. Sự việc đang gây chấn động ở làng Kalembang, tỉnh Nam Sulawesi, đất nước Indonesia và chưa có dấu hiệu nguôi ngoai khi một người phụ nữ 45 tuổi tại một vùng quê yên bình bỗng nhiên mất mạng theo cách không thể nào đau đớn hơn. Farida, 45 tuổi, người mẹ 4 con sống ở làng Kalembang, một đời vất vả mưu sinh và có tiếng hiền lành. Giống như bao người nông dân khác tại một miền quê chỉ biết sống bám vào nông nghiệp và các công việc chân tay. Farida vào hôm mùng 6 tháng 6 định mệnh ấy đã mang hết chỗ ớt mà mình vừa thu hoạch được để đi bán cho những người thu gom. Trước khi đi, Farida đã báo cho chồng và không một ai nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng cả hai người có thể nói chuyện với nhau. Không thấy vợ mình trở về khi trời đã tối đen, chồng của Farida bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường, nên liền báo người thân cùng hàng chục dân làng Kalembang tỏa ra đi tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Đến sáng ngày hôm sau, tức mùng 7 tháng 6, họ bắt đầu tìm thấy những vật dụng đồ đạc của Farida nằm vương vãi ở khắp nơi trên đường đi, nơi mà Farida đã phải đi qua vì vốn dĩ đây là một khu làng có địa hình hiểm trở, xa xôi hẻo lánh và cách biệt với thị trấn. Tìm kiếm xung quanh vị trí mà đồ đạc của Farida vương vãi, dân làng Kalembang đã sởn gai ốc khi nhìn thấy một con trăn có chiếc bụng phình to nằm bất động ở trong các lùm cây. Gần như chắc chắn chuyện đau lòng đã xảy ra, chồng của Farida cùng với dân làng đã thống nhất mổ bụng con trăn. Và cảnh tượng không muốn thấy đã hiện ra trước mắt khi người mẹ 4 con nằm nguyên vẹn ở bên trong. Quần áo vẫn còn nguyên, nhưng thật đáng tiếc cô ấy đã không còn sự sống. Ngay lập tức, Farida được bọc vào một chiếc chăn và di chuyển lên xe, đưa về an táng rồi chôn cất tại quận Pitu Riawa thuộc Sirap Regency, tỉnh Nam Sulawesi. Về phần hung thủ, đây là một con trăn lưới dài khoảng 5 mét, tương đương 16 feet. Sau khi bị rạch bụng để đưa nạn nhân ra ngoài, dân làng Kalembang đã vô cùng căm phẫn. Họ quyết định thiêu cháy nó ngay tại hiện trường như một cách an ủi để Farida có thể được yên nghỉ ở thế giới bên kia. Đồng thời, nó như một hình thức để cho tất cả người dân hy vọng rằng sự việc bi thảm tương tự sẽ không còn tái diễn nữa. Theo quan chức địa phương cho biết, vụ bà Farida, 45 tuổi, đã đánh dấu ít nhất 5 người bị trăn nuốt chửng tại Indonesia chỉ tính từ năm 2017 đến nay.